Chúng tôi xin giới thiệu keo vật thứ 3 ở giải tiểu đô, đô đặng Bá Lam, Phù Đổng, Phố Xanh, Nghị Thắng, đô Vi Văn Thuần, Nghệ An, Phố Đỏ xin theo, hai đô vào sới. Hai đô nghe trọng tài trống xe lại. Hiện nay ở giải nhất, đô Nguyễn Đình Long, Hà Nội nhất thắng. Ở giải hai, đô Nguyễn Văn Xưởng, Bắc Linh nhị thắng. Sau khi đô Phạm Sĩ Thu, Hải Phòng thua ở giải nhất, xin theo giải hai. Mời hai đô chuẩn bị trang phục. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Ở giải ba, đô Ngô Thành Tân, Vĩnh Phúc nhị thắng. Mời các sân cử các đô lên theo. Chúng ta đang theo dõi keo vật thứ 3 của tiểu đô. Giữa đô Đặng Bá Lam ở xóm Dâu Phù Đổng đã nhị thắng Khố Xanh, và đô Thuần sinh ra và lớn lên ở Diễn Châu, Nghệ An, là một cái lò vật dân tộc mà thuộc trước đây em là một vận động viên của đội tuyển câu lạc bộ vật Nghệ An, hiện nay là sinh viên trường Đại học Thể thao Từ Sơn. Hôm nay có về đây và sẽ vào tham gia thi đấu và cũng nhiều năm đã đạt huy chương vàng ở môn vật dân tộc. Và giữa đô Lam và đô Thuần là ngang cân nặng về trình độ chuyên môn, thì đô Thuần cũng không kém thì đô Lam cả. Chúng ta sẽ chờ xem liệu đô Lam có đánh được với đô Thuần không. Nếu đô Lam thua coi như không được gì cả, mà đô Thuần thắng thì đấy đã thắng. Vâng, khán giả Phù Đổng đang cổ vũ cho đô Lam. Ôi, đúng là động lực của khán giả nhà. Khán giả vừa mới chưa dứt tay vỗ thì đã phân thắng bại rồi. Xin mời hai đô vào sân khấu, chúng tôi công bố kết quả keo vật vừa qua. Xin công bố kết quả keo vật vừa qua ở giải tiểu đô. Đô Đặng Bá Lam, xóm Dâu Phù Đổng toàn thắng giải tiểu đô. Tôi xin trân trọng và kính mời ông Nguyễn Đăng Mạnh, giám đốc công ty Group Taxi, nên trao giải tiểu đô cho đô Đặng Bá Lam, Phù Đổng. Giám đốc công ty Taxi Group Doanh nghiệp trị giá giải tiểu đô.